Alo, xin chào các bạn học viên của lớp Vita Hải Vũ Music. Đây là một cái clip nâng cao nhằm hướng dẫn các bạn đã cứng guitar và bắt đầu tìm tòi cho mình một cái phương pháp chạy scale để có thể mình dần dần vào solo cho nó quen tay ha. Thì mình sẽ chia sẻ một cái bài kinh nghiệm của mình, đó là bài chạy scale đôi trưởng, chạy scale nốt đô. Bản chất của bài này sẽ là chúng ta đánh từ nốt đô ha. Đô, re, mi, pha, son, la, si, đô, bắt đầu từ đô và kết thúc luôn từ đô. Còn nếu không kết thúc ở đô được thì chúng ta sẽ cố gắng đánh hết mức có thể ha. Chúng ta nên tập với metronome, tập chậm với metronome rồi sẽ tăng dần theo 5 nhịp. Bây giờ mình sẽ mở metronome lên. Mình đang mở metronome ở tốc độ 110 nhịp 44. Bây giờ chúng ta mình sẽ mặc định là các bạn biết hết nốt rồi, là các bạn có thể tự nhận biết được, tự đếm được ha, tự mò nốt được ở trên cần đàn rồi. Còn nếu không được thì các bạn lên các phần mềm hay lên Google kiếm xác định các nốt ở trên cần đàn. Từ đó mình có thể suy ra được cái thế tay đầu tiên ha, thế các thế tay cho các thế tay nốt đô ha. Thường thì trên cần đàn, ở đây là đàn classic, thì chúng ta sẽ chơi được khoảng 4 5 thế tay. Được khoảng 4 5, thường là 5 thế tay. Các thế tay ở trên đàn điện thì sẽ chơi được nhiều hơn, nhưng ở đây đang là đàn classic ha. Dành cho các bạn mới thì chắc chỉ cần 3 hay 4 thế tay là ok lắm rồi ha. Mình sẽ vào cái thế tay đầu tiên là ở ba ngăn này ha. Chúng ta đã biết là nốt đô, mình sẽ đi từ dây 1 đến dây 6 ha, ở các vị trí nốt đô. Ở các vị trí nốt đô thì bây giờ mình sẽ đi vào cái vị trí nốt đô đầu tiên. Đó là vị trí nốt đô ở dây số 2 ha. Chúng ta bắt đầu ở đây, chúng ta có thể đánh đô, re, mi, fa, son được 5 nốt ha. Thì chúng ta sẽ tập ha. Ok. Đó. Thực ra ở đây chúng ta chú ý là sẽ có một nốt mi dây buông. Đó. Cho nên mình khuyến khích là bấm vị trí solo nốt này ở ngón số 2. Để khi chúng ta tập tăng dần lên hoặc là chúng ta đánh ở trên này ha, thì nốt mi đó nó sẽ vào vị trí dây buông. Chẳng hạn ví dụ như ở đồ re mi fa son thì chúng ta tăng dần lên ở vị trí re trưởng hay nốt re ha, thì nó sẽ như thế này ha. Nên bây giờ trước mắt là chúng ta cứ đánh ở vị trí nốt đô ha. Chúng ta sử dụng ngón ngón 2 ha. Để sau này mình sẽ chạy dần dần lên ở cái bước số 2, tí nữa mình sẽ nói ha. Đầu tiên mình cứ đánh cho nó tốt ở cái đô, re, mi, fa, son đó ha. Ok. Rồi tiếp theo, để chúng ta dịch giọng thì chúng ta sẽ dịch lên hẳn một tông ha. Ở bước ban đầu, còn bạn nào giỏi hơn thì các bạn dịch nửa tông. Điều này khiến cho cái tai của bạn phải cực kỳ nhạy ha, bạn phải luyện tai nữa. Nhưng mà dịch lên một tông thì các bạn quen hơn. Ví dụ như đô trưởng mà lên rê trưởng thì các bạn dễ dễ dịch tông hơn ha. Còn với mình thì sau khi đánh một vòng xong thì mình sẽ dịch nửa tông ha. Ta lại trở lại đô.
Đó, đấy là các bước nâng cao khi các bạn đã quá quen với cái tông đô trưởng này ha. Các bạn đánh đến khi nào mình giỏi cái thang âm ở trong người ha. Rồi ok, đó là vị trí nốt đô ở ba ngăn đầu ở dây số 2 ha. Đó. Còn ở dây số 1 thì chúng ta có vị trí đó ở ngăn số 8 này ha. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có ba nốt ha. Chúng ta nhớ các vị trí nốt đô nha, bởi vì nốt đô mình sẽ chọn một cái quy chuẩn. Mình sẽ chọn một cái nốt quy chuẩn để lát hồi chúng ta sẽ dịch giọng ha. Chúng ta sẽ chỉ đánh theo cái nốt đô và chúng ta nhớ theo nốt đô khi solo thôi. Đó, còn khi dịch giọng ấy, sẽ có rất là nhiều cái giọng mà chúng ta không thể nhớ được các nốt thăng dáng được. Đó, không thể nhớ được thì chúng ta chỉ cần nhớ một cái nốt đô rồi chúng ta dịch tay, chúng ta đánh thôi. Rồi tiếp tục. Ở vị trí nốt đô ở trên dây 3 thì chúng ta có vị trí nốt đô hay dùng ở cái vị trí nốt đô ở đây. Ha. Ở đây thì sẽ có nhiều lựa chọn các cho các bạn đánh, nhưng mình hay sử dụng vị trí cho thế tay ngón 1 ha của la thứ ha. Nhưng mà mình đánh ở đây là chúng ta sẽ đánh ở nốt ngón 1 thì chúng ta sẽ có các nốt. Đó, như vậy ở đây sẽ được 8 nốt rồi ha. Do re mi fa son la si do si la son fa mi re do re mi. Ok, mình cứ tập lên tập xuống cho nó quen cái thế tay nốt đô này đi ha. Đó, khi mà mình đánh bắt đầu chán, đánh nhuyễn rồi ha, đánh đến đường tốc độ nó nhanh dần rồi ha. Ha, thì chúng ta sẽ tập nhiều cái scale hoặc là tự chúng ta sẽ tập 1 2 3 4 do re mi fa re mi fa son hoặc là do re mi fa mi fa son ha. Chẳng hạn. Có rất là nhiều kiểu để chúng ta chạy, để chúng ta thuộc cái nốt đô này. Rồi sau đó sẽ là dịch giọng. Như mình nói, chúng ta lấy cái nốt đô này làm chuẩn rồi thì tất cả mọi cái dịch giọng chúng ta sẽ căn theo, chúng ta sẽ nhớ theo cái nốt đô. Đừng có nhớ theo cái nước đô thăng chẳng hạn. Ví dụ như giờ mà nhớ theo đô thăng thì các bạn nhớ cái nốt gì để các bạn đánh trong cái tình huống mà xử lý câu nhạc ở trên sân khấu với tốc độ thần sầu như vậy, thì các bạn nhớ đô thăng thì các bạn sẽ không nhớ được. Các bạn chỉ nhớ theo một cái nốt đô thôi ha. Hoặc là rê chẳng hạn. Hoặc là rê thăng chẳng hạn. Không, thì chúng ta sẽ chỉ nhớ một cái nốt đô Tại sao chúng ta phải bắt nguồn và kết thúc ở nốt đô trong hết sức có thể? Bởi vì nó tránh cho các bạn bị loạn scale. Ở đây các bạn sẽ biết được ngay là hãm chốt ở cái scale này, là ở đây ngón 1 sẽ là nốt đô và ở ngón 4 sẽ là nốt đô. Và các bạn khi mà trong một quá trình tìm giọng mà các bạn với một tốc độ nhanh thì các bạn nhớ ở ở dây số 3 là chắc chắn bắt nốt phải là ngón 1. Bắt nốt phải là các ngón 1. Đó. Ngón 1 và giọng gì đó là các bạn phải sử dụng thế tay này. Ha, chẳng hạn như người ta báo cho mình sẽ là giọng la ha, hay giọng si gì đó, ha, giọng si đi ha, bởi đô si hay sát nhau, ca sĩ hay chênh nửa cung ha. Thì chúng ta báo cho mình giọng si thì chúng ta bắt ngay nốt 1 và nốt si ha. Thì chúng ta sẽ nhớ là đây, đúng không? Đây là nốt đô đúng không? Thì chúng ta bắt giọng si chẳng hạn. Đúng không ạ? Đó là giọng si đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ nhớ một scale scale đô thôi. Rồi tiếp tục. Nãy giờ là mình nhớ các ngón tay rồi đúng không ạ? Dây dây số 2 thì chúng ta bắt ở ngón 2 ha. Ví dụ như ở dây số 2 mà người ta bắt giọng mi chẳng hạn. Thì chúng ta phải nhớ khi dùng ngón 2 là phải dây 2 là phải ở ngón 2 scale đô ha. Đó, đó là như vậy ha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tìm ở dây số 4. Ví dụ như các bạn nào muốn đánh middle không đánh chép, các bạn nào thiên middle không đánh chép thì mình sẽ tìm cái nốt đồ ở dây số 4 ha. Thường cái nốt đồ ở dây số 4 thường nó ở vị trí này nè ha. Đây là nốt rê nè, ngăn 12 nốt rê thì chúng ta dịch về hai hai ngăn ha, dịch về một cung sẽ là nốt đồ ha. Đó, mình cứ
mình cứ đánh lên đánh xuống cho nó quen cái thế tay nốt đồ ở đây ha. Đừng có tham lên mi như thế này ha, lát hồi nó sẽ bị loạn. Chúng ta chỉ cần scale đô thôi. Rồi bây giờ người ta sẽ báo cho mình là scale son là chẳng hạn. Giờ đánh son đánh sao? Đó, son Aeonian đánh sao? Thì chúng ta đánh son đây. Không? Do re mi fa son, không? Đúng không? Nên thực ra nó là do re mi fa son la si do si la son fa mi re do. Chúng ta cứ đánh đi đánh lại ở cái scale đô ha, ở dây số 4. Thì khi dịch giọng chúng ta cũng chỉ nhớ như vậy thôi. Các bạn không thể nhớ nốt thăng nốt giáng ngay thời điểm đó được, rất là khó nhớ. Chúng ta đánh theo thế tay mà, không? Chúng ta đánh theo thế tay đô trưởng. Rồi tiếp tục. Ở dây số 4 ha. Ở dây số 4. Ở dây số 5. Chú ý là mình hạn chế đánh ngược tay nhé, có nghĩa là các ngọn thế tay của mình ưu tiên về hướng bên phải chứ không ưu tiên về hướng bên trái. Ví dụ như chẳng hạn như ở đây chúng ta có hai thế tay đôi trưởng. Đánh thế này cũng được, nhưng mà mình sẽ ưu tiên thế tay này hơn ha, đồ lên đi. Vì sao ạ? Lẽ là hồi các bạn chạy và cái bàn tay của bạn không phải chạy ngược về trước. Đây là vị trí đồ, chúng ta nên dùng ngón hai ở dây số 5 ha. Tại sao các bạn không lên nữa? Nó rất là dễ loạn ha. Các bạn chỉ cần nhớ là ở đây chúng ta sẽ bắt đầu từ nốt đô và chúng ta sẽ kết thúc ở nốt đô ở trên đây ha. Rồi ok, các bạn có thể đánh sau khi mình nhuyễn nốt đô rồi thì chúng ta bắt đầu dịch giọng. Không? Thì ví dụ như chẳng hạn như ca sĩ nào hát chênh hơn nửa cung một chút đô thăng chẳng hạn. Đó, thì các bạn có thể tìm được ngay cái scale của cái ca sĩ đó, và các bạn solo được ngay đối với những người thích chơi ở cái tầm low mid ha, solo ở tầm low mid, thì những người thích chơi ở cái tầm này thì có thể đánh ở khu vực dây năm nốt đồ. Rồi ở vị trí low mid có nghĩa là tầm trung thấp á, cái tầm trung thấp á. Ví dụ như trung thì người ta có thể chia ra làm high mid và low mid ha, đánh ở cái tầng dải tầng chưa tới dải tầng bass mà đánh ở dải tầm cao hơn bass một chút. Thì ở dây 6 chúng ta có một cái vị trí nốt đồ nữa ha. Đó. Đó, các bạn nhớ cái thế tay này ha. Ok, cái thế tay này cho chúng ta đánh được rất là nhiều hai octa giọng đô ha. Thế tay này mình cũng rất là thích xài ha, bởi vì nó cho mình linh hoạt giữa chuyển thế tay thứ của la thứ. Thì chúng ta có thể chuyển ngay về đôi trường ha. Ở các bạn đánh nhiều thế tay như vậy thì các bạn cuối cùng vẫn chỉ là nhớ thế tay đôi trường ha. Thì lúc lúc đó các bạn vững được cái thế tay trưởng đô rồi, các bạn mới chuyển qua thế tay thứ. Thế tay thứ ạ, đô re mi fa sol la thì là thế tay thứ, nó sẽ là bậc 6 đúng không ạ? Bậc 6 của cái thế tay trưởng chúng ta đếm bắt đầu từ cái bậc 6 chúng ta đánh lên là nốt la. Thì chúng ta sẽ có thế tay thứ ha. Thế tay thứ ở đây ha. Thì thế tay thứ chúng ta chọn thế tay là nốt la. Thì chúng ta lại luyện tập như thế tay đôi trưởng. Như vậy là chúng ta sẽ có 5 vị trí thế tay la. Đó, tại vì ở đây là cần đàn classic nó hơi ngắn ha. Ví dụ như cần đàn acoustic thì nó lên được đến đây, hoặc cần đàn điện nó lên được đến đây. Thì chúng ta có nhiều vị trí để chúng ta solo hơn và các dải tần nó sẽ linh hoạt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, và hy vọng qua clip này các bạn có thêm kiến thức solo cho mình để luyện tập ha.